Ừ. Hay là cái lăng dễ hay cọ không được. Hỏi thử cái đồ nhỏ hơn nữa. Này Hỏi nó nó nhỏ thử. nhất rồi nè. Hỏi nó cho cái. Hỏi tụi nó thử, em nghĩ cái nhỏ xíu này nè. 3 inch kìa. Ồ, lấy cái đó đi. Yeah, 3 inch. Cái nước sơn vô sơn luôn nè. Ừ. Như vậy, lấy nhiêu. Cái này hả? 2 đồng mấy? 2 đồng 99. Ừ, Hai với đồng mua chín bộ mươi chai, mấy chai xịt. Hả? Nè. Cái này là cho cái edge. Trim. Thôi đừng có xịt em ơi, đừng mua xịt xịt ghê lắm. Không, xịt nó không có vô mấy góc kho nè. Kìa, xịt kìa. Phải không coi nha. Rất sâu lên nhầm nào. Blue. Màu white. Đồ xịt á. Ừ. Cái cọ vô là cọ đủ loại Sơn. sai hết Mấy cái đồ sơn. Muốn mua đồ sơn thì anh hỏi đó nha. ừ à ừ